Sáng ngày 29 tháng 8, tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu dự liên hoan Người Con Hiếu Thảo năm 2023 đã tới dâng hoa tưởng nhớ và báo công với Bác về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Với lòng thành kính, niềm biết ơn vô hạn, các đại biểu tham dự liên hoan Người Con Hiếu Thảo kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo với Bác về những tấm gương sáng trong thanh thiếu nhi thủ đô về lòng hiếu thảo. Kính thưa Bác, truyền thống giữ đạo hiếu của dân tộc được kế thừa và nâng cao trong tư tưởng và nhân cách của Hồ Chí Minh. Trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng cháu thấy xúc động và thấm nhuần bài học về đạo làm con của Bác. Từ gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội, chúng cháu được giáo dục về bổn phận làm con, các chuẩn mực trong gia đình và luôn ý thức rằng đạo hiếu là nền tảng, truyền thống, tình cảm, đạo lý làm người của người Việt Nam ta. Bác ơi, Bác đã đi xa, nhưng lời Bác dạy, lòng Bác mong với những sự tiến bộ của thanh thiếu nhi vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu của thế hệ trẻ thủ đô nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung. Truyền thống giữ đạo hiếu của dân tộc được kế thừa và nâng cao trong tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh. Trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thanh thiếu nhi thủ đô luôn thấm nhuần bài học về đạo làm con của Bác. Từ gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội, thế hệ trẻ được giáo dục về bổn phận làm con, các chuẩn mực trong gia đình và luôn ý thức rằng đạo hiếu là nền tảng, truyền thống, tình cảm, đạo lý làm người của người Việt Nam. Những tấm gương người con hiếu thảo hôm nay không chỉ có những thanh thiếu nhi thủ đô có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, mà còn có những tấm gương tiêu biểu về lòng hiếu thảo, lối sống trách nhiệm, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, người thân cao tuổi, ốm bệnh, những bạn học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và rèn luyện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, những bạn nhỏ tích cực gìn giữ, kế thừa và phát huy nghề truyền thống của gia đình địa phương. Chúng cháu xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, học tập tốt, tiếp tục lao động và rèn luyện để cống hiến cho thủ đô và đất nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam châu như Bác kính yêu hằng mong ước. Kính mong anh linh Bác phù hộ cho đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Kính mong anh linh Bác phù hộ cho thanh niên, thiếu nhi và nhi đồng thủ đô luôn vững niềm tin, bền ý chí, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Tự hào truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, những gương người con hiếu thảo cũng là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, học tập tốt, tiếp tục lao động và rèn luyện để cống hiến cho thủ đô và đất nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai các cường quốc Nam châu như Bác kính yêu hằng mong ước.